Anh vừa nhắc đến một cái chữ rất là quan trọng ở trong cái này là chữ liên minh. Thì như chúng ta đều biết thì khi mà Thủ tướng Tony Abbott công bố cái quyết định này đó thì ông cũng nói là đây là sự gia nhập của Úc vào một cái liên minh đồng thuận, tức là một cái coalition of the willing với khoảng 30 quốc gia để có thể là ổn định lại hoặc là tái lập cái này, hòa bình ở cái khu vực Trung Đông. Thì anh có thể cho quý khán giả biết cái liên minh đồng thuận đó là gồm những ai và có mục đích gì? Cái lần này đó thì cũng dùng cái chữ coalition of the willing, nhưng mà thực sự thì ông John Kerry ông dùng cái chữ military coalition. Ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông John Kerry, ông sang Bắc Phi để ông vận động một vài ngày trước khi Tony Abbott công bố cái quyết định hồi thứ nhật tuần vừa rồi, ngày 14 tháng 9. Thì do cái kết quả của vận động của ông John Kerry tại Bắc Phi thì nó có 10 quốc gia Bắc Phi và Trung Đông là đứng trong cái liên minh này. Ngoài ra thì nó còn có 20 quốc gia còn lại, thì trong đó nó cái thành phần cốt cán đó là Canada, nó là Pháp, nó là Anh, nó là Úc. Mà Canada, Mỹ, Pháp, Anh, Úc đều có một cái lý do giống nhau hệt, là tại vì người Canada, người Hồi giáo gốc Canada, người Mỹ gốc Hồi giáo, người Anh gốc Hồi giáo, người Pháp gốc Hồi giáo, người Úc Hồi giáo đều có mặt tham chiến bên hàng ngũ của cái phần tử phản loạn, cái phần tử quá khích của gọi là nhà nước Hồi giáo. Cho nên ngoài cái việc mà cái liên minh quân sự này tham chiến để giúp cho chính phủ Iraq có thể đối phó được với cái mối đe dọa rất là lớn lao của nhà nước Hồi giáo gọi là Islamic State, thì Tổng thống Obama cũng như Thủ tướng Tony Abbott còn nói rõ đây không phải là một cuộc chiến tranh cục bộ, tức là cuộc chiến tranh localized, tức là nằm trong một cái khu vực nhỏ tại Trung Đông mà thôi. Đây cũng không phải là một cuộc chiến tranh bộ lạc, là tại vì chúng ta nên nhớ rằng những cái phần tử trong cái nhà nước Hồi giáo đó phần lớn thôi chứ không phải là tất cả, phần lớn thì họ là thuộc về cái nhóm Hồi giáo Sunni, tức là một cái tông phái Hồi giáo. Nó khác với cái đa số tại Iraq là cái phong phái Shiite. Cho nên nó vừa là một cuộc chiến nổi dậy có tính cách khủng bố, mà nó vừa là một cuộc chiến vì có sự khác biệt về tông phái thôi chứ không phải khác biệt tôn giáo. Là tại vì Sunni và Shiite đều là hai thành phần của Hồi giáo. Nó cũng giống như ở trong nước chúng ta có Phật giáo Bắc Tông hay là Phật giáo Nam Tông. Thì Bắc Tông hay Nam Tông đều là Phật giáo cả. Thì nếu mà tất nhiên nói như vậy thì để cho quý vị hiểu rõ cái vấn đề, chứ còn thật sự nó có nhiều cái điểm khác biệt khác. Chúng ta không thể đem Phật giáo ra so sánh với Hồi giáo được. Nhưng mà nói như vậy để quý vị hiểu rõ là Sunni đa số là nó theo một phần nữa theo cái lực lượng nhà nước Hồi giáo đánh phá lại cái chính phủ ở Baghdad. Mà chính phủ ở Baghdad là đa số là thuộc về cái nhóm Shiite, tức là một cái tông phái khác của Hồi giáo. Cho nên cái đó là lý do mà cái vấn đề Iraq nó rất khó giải quyết. Rồi cái thứ ba, Tổng thống Mỹ cũng như Thủ tướng Úc đều nói rằng vì lý do đó, cái sự đe dọa tại Iraq nó là cái sự đe dọa chung cho toàn cầu, chứ không phải chỉ cho Iraq mà thôi. Cho nên đó là những cái lý do mà Tổng thống Mỹ cũng như Thủ tướng Úc, cũng như Thủ tướng Canada, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp đã quyết định tham chiến trong cái vụ này. Vâng, thưa anh, thì trong cái lời phát biểu của Thủ tướng Tony Abbott để mà giải thích hoặc là để trình bày với cái dân chúng Úc về cái nguy cơ bị khủng bố ở nước Úc đó, và cái lý do mà tại sao chính phủ Úc quyết định gửi một cái lực lượng như vậy qua bên Trung Đông đó, thì ông có nêu lên một cái tình huống hoặc là một cái bối cảnh là có thể là những cái công dân Úc bắn nhau ở trên một cái chiến trường ở ngoài nước Úc, vì có một số cái công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc đang tham chiến ở Syria và ở Iraq chẳng hạn. Thì đây là một cái điều mà có thể nó sẽ gây ra một cái cảnh nói với chữ nồi da sáu thịt thì đôi khi cũng không đúng, nhưng mà dân Úc giết nhau. Đúng là dân Úc giết nhau. Mà cái vấn đề này nó thực sự nó vừa có tính cách chính trị, nó vừa tính cách khủng bố, nó vừa có tính cách tình cảm. Chúng ta biết rằng tình báo Úc đã theo dõi rất nhiều, thì tôi nói như vậy nó cũng không có chính xác lắm, đã theo dõi một phần lớn những cái tên của công dân Úc gốc Hồi giáo mà họ có danh sách hết. Thì nếu mà họ chặn được, như đã họ đã chặn một cái người phụ nữ ở Brisbane cùng đem hai con ra phi trường Sydney đi sang Syria để đoàn tụ với người chồng đang chiến đấu ở bên Syria, thì họ bà đã bị bắt liền tức thì.
Nhưng mà nó cũng có những người họ dùng thông hành của thân nhân. Thí dụ có một người, nó có tên trong danh sách gọi là những cái phần tử bị nghi ngờ là phục khủng bố, nhưng mà lúc đi thì hắn lại dùng cái passport của người em, cho nên bị lý do đi thoát được, lọt sổ bắt không được. Cho nên mặc dù có cái mạng lưới tình báo kiểm soát rất chặt chẽ, nhưng mà nó vẫn có khoảng 150-200 công dân Úc gốc Hồi giáo mà phần lớn là sinh đẻ tại Úc. Cái vấn đề là quan trọng như vậy. Nói tiếng Anh rất là sành sỏi là tại vì sinh đẻ tại Úc. Thì đi qua tham chiến mà trong đó có 60 người, như tôi trình bày ngay từ đầu là có 60 trực tiếp cầm súng đi chiến đấu trong cái hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo, tức là đối phương của quân đội Úc bây giờ. Cho nên vì lý do đó mà người ta nghĩ rằng nếu mà không quân Úc mà dội bơm xuống một cái đơn vị của nhà nước Hồi giáo, thì trong nếu mà trong đó có công dân Úc tham chiến thì tất nhiên là sẽ trở thành cái nạn nhân của chiến tranh. Và nếu mà quân đội cố vấn Úc để lợi mà theo đi cùng với các lực lượng an ninh của chính phủ Baghdad, chính phủ Iraq mà đi hành quân, mà gặp đối diện với một nhóm Hồi giáo phản loạn gọi là nhà nước Hồi giáo, mà trong đó có những cái hàng ngũ, trong đó có những phần tử người Úc sinh đẻ tại Úc mà đang tham chiến với cái hàng ngũ phản loạn, thì tất nhiên hai bên sẽ bắn nhau và tất nhiên sẽ có thiệt mạng. Và trong một cái bối cảnh như vậy, dĩ nhiên là có thể nó khó xảy ra, nhưng mà cũng có thể nó xảy ra. Nó có thể xảy ra lắm, tại vì nước Iraq thì thật sự không có lớn, mà cái cuộc chiến này nó có thể tản mát ra mà nó cũng có thể gộp lại. Hiện bây giờ đó thì theo những cái tin tức, theo sự phân tích của các chuyên viên quân sự đó, thì Mỹ đã dội bơm gần nát cái miền Bắc của Iraq trong mấy tuần lễ nay, cho nên những cái nơi mà tập trung quân của nhà nước Hồi giáo đó là bị dội bơm rất nhiều. Cho nên bây giờ muốn bảo vệ cái chủ lực của họ thì cũng như Việt Cộng hay là quân đội Bắc Việt ngày xưa, họ tan hàng, họ rã ra, họ lẫn lộn vào trong dân chúng. Mà nếu mà đã lẫn lộn vào trong dân chúng rồi theo cái thế du kích như vậy thì dội bơm không được nữa. Nó khó lắm, cho nên vì lý do bây giờ bộ binh mới trở nên cần thiết. Cũng trong các cái bài báo vừa rồi ở trên các cái tờ báo chính mạch của Úc có nêu ra một cái trường hợp là một phụ nữ theo cái nhà nước Hồi giáo, tức là IS, bị bắn chết ở Syria cùng với một người chồng. Thì cái điều này cũng đã gây nên một cái sự quan tâm đặc biệt trong các cái cộng đồng gốc Hồi giáo ở tại nước Úc, và chính phủ cũng trong nhiều cái tuần qua đã có nhiều cái nỗ lực để giải thích, để hỏi thăm ý kiến, để vân vân với các cái cộng đồng Hồi giáo. Và dường như là vẫn còn nhiều cái điểm khác biệt mà các cộng đồng người Hồi giáo nghĩ rằng là họ có thể bị đơn cử ra, họ bị single out như là một cái mục tiêu để tấn công. Thì anh có nhìn thấy là có thể có những cái mâu thuẫn nội bộ nào ở trong cái cộng đồng của những người gốc Hồi giáo sinh sống tại Úc không? Ngay trong cái cộng đồng Hồi giáo sinh sống họ cũng chia rẽ, cho nên vì lý do đó đúng như Lưu Dân nói đó, thì chính phủ cũng tìm cách để tham khảo ý kiến với các cộng đồng Hồi giáo hay là cộng đồng Úc theo Hồi giáo. Ông Thủ tướng Tony Abbott đã có một phiên họp tại Sydney và một phiên họp tại Melbourne, và có một người phát ngôn viên của họ từ Perth đi lên tiếng rất nhiều lần. Nhưng mà cái việc tham khảo đó nó liên hệ tới một cái vấn đề cũng quan trọng, cũng có liên hệ tới cuộc chiến tại Iraq, nhưng mà nó là một vấn đề riêng. Là tại vì các quý vị khán thính giả còn nhớ là trước kia đó là ông George Brandis, bộ trưởng Tư pháp đã đề nghị sửa đổi cái luật gọi là luật chống kỳ thị chủng tộc, để làm thế nào mà cho cái người ta có quyền tự do ngôn luận hơn. Là tại vì ông Bolt là một ký giả tại Melbourne đã bị thua trong một vụ kiện khi ông nói rằng những người tự nhận mình là người tổ dân nhưng mà thực sự là người da trắng, thí dụ như vậy. Và sau đó ông ra tòa thì ông bị thất bại. Cho nên vì lý do mà chính phủ Tony Abbott quyết định thay đổi cái luật chống kỳ thị. Nhưng mà cái việc đó nó tạo nên một cái làn sóng chống đối dữ dội lắm, mà phần lớn là từ cái hàng ngũ của người Hồi giáo. Cho nên vì lý do đó mà sau này, cách đây khoảng một tháng, thì ông Tony Abbott quyết định là không làm cái chuyện đó nữa, không thực hiện cái chuyện mà cải tổ luật pháp về cái phương diện chống kỳ thị chủng tộc, để làm thế nào mà thu phục được hay là có thể tạo một cái môi trường để cho cái cộng đồng Hồi giáo có thể ủng hộ chính phủ trong cái việc mà thắt chặt cái luật về an ninh. Cái luật về an ninh này trong cốt lõi đó
nó đòi hỏi những cái người mà đã từng đi qua Trung Đông có hay không có tham chiến với các lực lượng Hồi giáo phản loạn. Nhưng mà khi trở về nước thì chính những người này phải chứng minh họ không làm chuyện đó, chứ không phải là nhà nước hay là chính phủ hay là công tố viên chứng minh là họ làm chuyện đó. Cái điều đó nó quan trọng trong cái luật pháp của Úc Lê Lợi, là tại vì cái luật pháp Úc Lê Lợi đặt trên căn bản là tất cả mọi bị cáo đều được coi là vô tội cho tới khi công tố viện chứng minh là họ có tội. Chứ cái người bị tình nghi không có cái nhiệm vụ phải chứng minh mình là vô tội. Nó đảo ngược cái người ta gọi là cái onus of proof, đấy thì cái điểm đó là cái điểm mà Lưu Dân nói. Thì ngay trong cái hàng ngũ Hồi giáo tại Úc họ cũng chia rẽ, một phần thì ủng hộ chính phủ, một phần thì chống đối chính phủ, là tại vì như Lưu Dân vừa trình bày là họ có cảm tưởng họ bị single out, họ bị tách ra khỏi cái đám đông để mà có một cái sự đối xử đặc biệt hay là có sự đối biệt khắt khe hơn. Cho nên vì lý do đó mà những cái người họ cho rằng những ai mà đã tham chiến tại Iraq thì tất nhiên họ làm thì họ chịu. Nhưng mà cộng đồng nói chung tại đây, tại Úc Lợi thì không có lý do gì phải chịu cả. Không có thể bị văn miễn được. Đúng rồi. Tuy nhiên nó có hai việc. Thứ nhất á, là nó có những thành phần quá khích trong các hàng ngũ cộng đồng Hồi giáo lúc nào cũng trong đối chính phủ. Và thứ hai đó, thì chúng ta còn nhớ cái đây không lâu, nó có một trẻ em vị thành niên, người Úc theo Hồi giáo, cầm cái đầu lâu của một người bị giết mà đưa lên cái Facebook. Cái đó nó làm chấn động dư luận đến nỗi mà Tổng thống Obama cũng như Thủ tướng Úc đã nêu lên cái vấn đề rất nhiều lần rồi. Tại vì cái đó một cái sự tàn bạo không thể tưởng tượng, dã man mà cho một đứa bé vị thành niên mười mấy tuổi mà lại là công dân Úc, sinh đẻ tại Úc. Cho nên vì lý do đó mà công luận phân tán, công luận chính mạch cũng như công luận Hồi giáo phân tán trong cái vụ này, là tại vì nó có lý do tình cảm, nó có lý do tôn giáo, nó có lý do văn hóa đa nguyên, nó có đủ mọi lý do. Cái vấn đề là chính phủ phải làm thế nào để quy động được, làm nối kết lại được để tất cả các thành phần trong cộng đồng xã hội, trong cộng đồng văn hóa đa nguyên này đoàn kết để nhìn lại cái mục tiêu chung là làm sao giữ được an ninh cho Úc Đại Lợi, giữ được an ninh xã hội Úc mà trong đó chúng ta đang sinh sống. Thế nên có lẽ câu hỏi cuối cùng trong cái chương trình hôm nay là về ở một cái mức độ gần gũi hơn và thiết thực hơn cái trong cái đời sống của dân Úc hàng ngày. Chúng ta vẫn nghe các cái cơ quan an ninh hoặc là những nhà và phân tích thời sự đưa ra một vài cái tình huống hoặc là vài bối cảnh khiến cho cái mức độ báo động trong cái tâm trí của từng người dân nó càng cao hơn. Đó là có thể là những cái icon của nước Úc, những cái biểu tượng của nước Úc như là cầu Sydney hoặc là nhà hát opera hoặc là những cái sân vận động, những cái siêu thị, những cái ga xe lửa vân vân có thể bị tấn công bất ngờ và có thể gây nên những cái tổn hại rất là lớn lao. Và điều đó nó khiến cho từng mỗi một người dân suy nghĩ là mình có bị kẹt trong những cái tình huống đó không, và cái mức độ khả hữu có thể xảy ra những cái chuyện này là cao hay không, và do đó nó mang lại một cái suy nghĩ hay là một cái lo âu nó có quá đáng không? Thực sự đó thì cái suy nghĩ nó không quá đáng mà cái lo âu nó có thể quá đáng. Ông Tony Abbott có nói rất rõ là khi nâng cao cái mức độ cảnh báo về an ninh đó, thì chính phủ không có những cái chi tiết cụ thể để chứng minh là cái gì này sẽ xảy ra, nhưng mà nhìn chung theo những cái giới phân tích tin an ninh tình báo thì người ta coi cái đó nó là một cái mức độ trầm trọng hơn. Nhưng mà Lưu Dân nói rất đúng á, là khi tấn công khủng bố, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đã trải qua cái giai đoạn chiến tranh ở Việt Nam, chúng ta biết tấn công khủng bố nó dễ lắm. Tấn công khủng bố người ta không dạy gì tấn công một cái căn cứ quân sự. Người ta tấn công khủng bố tại cái rạp hát, người ta tấn công tại bốn cái sân vận động, người ta tấn công một cái khủng bố một cái đền đài nào đó. Tại vì tất cả những nơi đó gọi là soft target, tức là những cái mục tiêu mà nó dễ làm, dễ ăn. Thí dụ như bây giờ cái cầu Sydney một ngày có cả mấy chục ngàn chiếc xe hơi chạy qua chạy lại, ai ngồi bắt đầu kiểm soát. Rồi cái Opera House nó có hàng ngàn người tới để thêm hát, để nghe nhạc. Hay là những cái sân vận động VFL, AFL tại Melbourne, ở tại MCG chẳng hạn, nó có cả trăm ngàn người đi coi. Thì tất nhiên người ta có những cái biện pháp cẩn thận, là người ta có những cái máy dò xét này nọ. Nhưng mà chỉ cần sơ suất một chút là cái chuyện nó có thể xảy ra. Cho nên cũng vì lý do đó mà chính phủ yêu cầu tất cả mọi người trong chúng ta đều có những sinh hoạt bình thường như là chúng ta đã có trong bấy lâu nay. Nhưng đồng thời chúng ta nên đề cao cảnh giác. Thí dụ như các quý vị nhớ, mỗi lần mới quý vị lên xe lửa, xe tram, xe
đi thì người ta thường nói là nếu mà thấy một cái gì nó lạ thì phải báo cáo để người ta biết. Cái đó là một cái điểm quan trọng mà chính phủ cần có sự hợp tác của dân chúng. Nhưng mà dân chúng phải an tâm, phải sinh sống một cách bình thường như là từ trước tới nay. Kính thưa quý vị, nước Úc từ lâu nay vẫn được coi là một cái đất nước may mắn, một cái lucky country. Và dĩ nhiên cái sự may mắn đó được đến với nước Úc không phải là tự nhiên mà do những cái nỗ lực lâu dài, trong đó có một cái nỗ lực đóng góp vào cho hòa bình chung của thế giới. Và chúng ta cũng mong mỏi rằng trong cái tình hình sôi động hiện nay, khá căng thẳng hiện nay, thì nước Úc vẫn giữ được cái vị thế của mình như là một cái quốc gia hòa bình, mặc dù rằng là có cái sự tham chiến của nước Úc trong những cái khu vực mà đang xảy ra những cái điểm nóng. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã tham gia chương trình Thời sự Thế giới của Vietface TV hôm nay. Kính chào tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin chào Lưu Giang. Dạ, xin chào.